Anh có cần cà phê không? Nǐ yǎo kā fēi ma? Nǐ yǎo kā fēi ma? Trong trường hợp này, nếu muốn trả lời là không cần, không được nói là bú yǎo, phải nói là bú yǒng. Tôi không cần, cảm ơn. 我不用,谢谢. 我不用,谢谢. Hãy nói lại, không cần cảm ơn. 不用谢. 不用谢. Hãy nhắc lại, xin lỗi. 对不起. 对不起. Không có gì, không sao cả. Mấy quan gì? Mấy quan gì? Xin lỗi, tôi không biết. 对不起,我不知道. 对不起,我不知道. Hãy nghe từ ở đây, ở chỗ này. 这儿, 这儿. Hãy chú ý từ 这, có nghĩa là đây, này. 这儿 có thêm âm ở đằng sau, thành chỗ này, ở đây. 这儿, 这儿. Hãy nói, đây là bạn tôi. 这是我朋友. 这是我朋友. Hãy thử nói, chúng tôi ở đây này. 我们在这儿. 我们在这儿. Anh đang ở đâu? 你在哪儿. 你在哪儿. Mình ở đây này, mình đang ở đây này. 我在这儿. 我在这儿. Hãy nói lại, đây là bố mẹ tôi và chúng tôi đang ở đây này. 这是我爸爸妈妈. 我们在这儿. 这是我爸爸妈妈. 我们在这儿. Đại vi, chúng mình ở đây này. 大伟,我们在这儿. 大伟,我们在这儿. Hãy chú ý, trong hội thoại còn có một nhân vật tên là Tống Hoa, Sùng Hóa. Sùng Hóa. Sùng. Sùng. Hóa. Hóa. Sùng Hóa. Sùng Hóa. Hãy nói, tôi họ Tống. 我姓宋. 我姓宋. Xin hỏi quý tính đại danh của anh. 请问您贵姓. 请问您贵姓. Rất vui được quen biết anh. 认识您很高兴. 很高兴认识你. Hãy nói lại, Tống Hoa. 宋华. 宋华. Mã Đại Vi. 马大为. Lục Vũ Bình. Lù Ủy Piếng. Lâm Na. Lín Nả. Lâm Na là âm Hán Việt của tên Lina trong tiếng Trung.